nếu mà xác mà cứ thuận theo mọi thứ là không phải là xác. Với cái dự án này thì anh thấy nó dễ thương, nhưng mà anh thương không có dễ. Nhưng ông ấy nên đuổi việc ông đi bởi vì tôn khó nhiều quá. Anh nghĩ là kể cả 10 triệu đô thì em cũng khó đánh bại những cái trang hiện nay ở trên thị trường. Thường ấy là các giáo sư, tiến sĩ và các bác sĩ là chuyên môn thì rất giỏi, nhưng kinh doanh thì có vấn đề. Tôi nhìn thấy xa bởi vì tôi biết đứng trên vai người khổng lồ. Người khổng lồ nó phải có cá tính. Trong một cái tập thể hai người mà có tiếng nói như nhau đã khó rồi, đấy bốn người mà có tiếng nói như nhau nữa thì trong quản trị kinh doanh không như thế được. Lên mức nào thì thân, anh không về sau rất dễ sẽ nảy sinh cái chuyện. Cái này là cái chết ở chỗ kinh doanh. Rất có vấn đề. Lợi nhuận bao nhiêu thì cũng mập mờ. Em có em nhiều bí mật. Nếu không điên là không phải là sát. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên VTV3. Từ những cái nhà mốt như Chanel, Ralph Lauren sẽ pass down xuống những tầng lớp trung lưu, xuống dưới nữa là tầng lớp đại chúng, tùy theo cái phân khúc mà bạn quyết định. Nếu mà cái phân khúc mà designer thì dĩ nhiên là cái creative, cái sáng tạo là cái đầu tiên. Tuy nhiên khi mà đã xuống phân khúc của fast fashion thì sự sáng tạo không phải là yếu tố quan trọng nhất nữa.